là tất cả anh em hôm nay xe xuống dốc, xe tải này bị hư rồi nè, lủng lốp hả? Em lủng lốp, xe bị lủng lốp rồi. Anh em đang sửa đó. Ủa trời mưa to quá. Anh em đang sửa xe này. Cái này là nghề mà anh này là nghiệp dư luôn. Đây, lủng lốp rồi. Giờ thay cái lốp mới đẹp. Trước này là cho anh hai bên. Đã bắt khóc ngay đây. Bây giờ lúc trước này là đã bị cho nhai hết. Bỏ vô. Anh em đang kích xe lên rồi bỏ hai cái lớp khác này nữa. Quá, wow, mình đang đâu cái gì lẻ. Mở được cái xích cho anh. Ồ, giờ mở cái lớp sau nè. Khổ cho bắt tài quá. Ôi, con. Không có việc gì đó, chỉ sợ làm không bền. Cái mực, cái xiên không? Rồi. Mà tên xịt ra cho anh em đó, một khe người sau ấy cho nổi. Đi thôi, tôi có hư. Đây là đội tôi, chúng tôi là cố gắng hết sức. Anh em chuẩn bị lắp ráp xe, cái bánh xe vô bánh trước này bị lủng rồi nè, không? Wow. Thấy gì này khó chưa? Là không. Bữa nay bánh to này to nhà ấy rồi lỡ đây. Cái một, hai đâu bác? Tiếp tiếp đi nữa đi. Đâu đâu đây ạ? Dưới đó, dưới đó. Dưới đó. Dưới đó. Dưới đó. Khổ cho anh em. Ông bao đâu rồi? Đấy. Thôi. Ừ. Thế thì khó. Rồi. Đừng ngước đầu lên nha. Bắt hẹt bột là chịt châu. Ui, gắt hết ra của anh đây kìa. Để em quay lắm. Ui, rồi. Ông bán này thôi. Ông bán không được đi luôn. Lên xuống đi. Lên xuống đi. Lên đi luôn nghe. Ông lên thôi, lên xuống chút kia. Cái rồi chi để lên xuống ra. Chậm nó xuống dưới xuống. Để lên xuống chút kia thôi. Trả cho nó không trả rồi. Hư không anh bà? Hả? Không. Sượng lên xuống dưới nó gan nóc bét. Thôi để đó đi chứ. Đâu có lên đâu. Nằm chiều thôi. Nhiều cái quá bên kia ghê chặt người teo. Nhá. Đặt lên bảo cho nó nương. Cái quá lên nữa đó. Cắt. Bỏ phía trên kìa. Bỏ phía lề trên kìa kìa, dễ. Ui, đi đó đi. Nhẹ quá hả? Nhẹ quá, nặng. Nặng đi, nặng. Bỏ đỡ cho nữa đi. Thay là cái lốp trước nè, bạn xem thấy không? Bị lủng, anh em bị lủng mất rồi. Bà lẽ cây đâm vô hả? Đó, đá đâm vô. Đây à, đi đi nè. Một chiếc lủng một chiếc lớp chó em gần hết. Rớt vô lẹ. Mà anh em này, trong cục đá này là bị chó ăn đó. Chó gặm. Đây là toàn là nghiệp. Toàn là nghiệp dư không phải làm cũng được. Toàn người không ăn nghiệp luôn. Đây là dùng toàn là thủ công không, thì không phải là có máy móc như thế này. Lấy vô. Rồi là trên núi là dùng thủ công. Xây chưa? Đủ chưa? Còn mà. Rồi. Ừ, từ đây. Đây. Nhất đây nè. Cái thẩm sau nữa. Tới đây. Sau kìa. Đậu làm trước đó rồi đó. Phần nhất đó. Ốc này lọc mở trước. Làm biết xa. Này chứ, dạng này chứ. Mở rồi đây nè. Mở rồi đây nè. Đầu tiên mà nó mở ra. Dạng dữ vậy. Ừ. Nghề quá mà tiền này làm gì không dám tám đâu. Mình còn nước. Mình đang con ốc dạng vẫn còn lòi lòi ra đó. Chạp xích lên. Bữa có đậu trước. Lan xuống chứ bữa kia mình chạp chung mình lan xuống. Được. Bánh xa cũng tôi đề này. Chặt người chót uống đồ xuống luôn chứ hốt rồi nữa chứ. Được rồi. Cũng cái đi luôn á. Chúng tôi đã nhiệt tình trong vòng. Đó, có đồ làm rác nhanh.
Vậy mua bớt đi chứ. Có đồ nghề cũng mai chứ không có đồ nghề chắc bỏ đài. Không có đồ nghề làm chi được. Phía dưới là bực vực thảm này. Phía trên là xe tải. Ở dưới nữa là đường cá. Đường vận chuyển keo. Đoàn xiếc của anh bà bán xe đi thôi. Có. Ơi sắp về đêm. Cái gì ổn. Sao không được cất chứ. Ừng lắm giặt tắt đi đâu sai. Như có xe cản cổ mình đó, móc lên cản cổ. Thôi. Thôi cái đêm về á. Rồi chờ tiếp tục là ráp xích vô nè. Đó, có bác tài ráp xích, ráp xích. Mình cũng chưa biết cách ráp rồi. Bác hai chùi nó đục nó y cái chằng rau. Mình đắp dễ này nó đục. Đấy. Đấy kia coi chưa vô chưa. Rồi. Bọc xích. Ăn được tiền tòng lên mình không? Chè cổ dùng con nước non. Ăn lộn cái thùng đâu có bơm nước. Lùm gió. Mệt em tên đi rồi. Mẹ bỏ hết mấy lăng, mấy lót. Đó, họ xuống rồi. Đỡ. Chêu. Êu, y như là bên thắt bên cô nghe. Đây là chiếc miếng nhỏ nè. Cái chiếc kia to. Đừng nghiêng nghiêng bên. Cái lốp này to hơn không? Cái vành to hơn. Các bạn xem đây là vực thẳm này. Đấy. Đây là vực thẳm. Cái đoạn đường này xuống này rất khó. Bây giờ trời thời tiết mưa cho nên là xe xuống phải đi từ từ. Trời càng tối rồi các bạn ơi, 5:30 rồi, trên núi 5:30 là các bạn biết rồi.
tay bị thọc vô hết trong cái bánh xe rồi. Khổ cho anh em. Chút 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 ăn đi cô. Ôi trời ơi.